Tối ngày 8 tháng 3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết của ông H, 35 tuổi, giám đốc trung tâm Anh ngữ Hoàng Mỹ. Nạn nhân được phát hiện tử vong bất thường tại trung tâm. Trước đó khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, một số nhân viên trung tâm Anh ngữ Hoàng Mỹ, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài đến mở cửa trung tâm để làm việc thì phát hiện xe máy của ông H đang dựng phía trong ngay phòng lễ tân. Kiểm tra phía trong, nhân viên trung tâm phát hiện ông H tử vong trong phòng thứ 3. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra. Tại hiện trường, ông H được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa. Trong phòng, rất nhiều than tổ ong được đốt rải rác. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.